mới bắt đầu chơi game thì có rất nhiều gọi là cái mới mới, cho nên là quốc gia này cũng rất là quan trọng với là chơi game, cũng như phải phải vượt qua về các quốc gia thì nga sẽ phòng thủ bộ binh 5%, tốc độ hành quân của nhật 5%, tốc độ thông quân thức ăn lên 1%, hay tốc độ thông quân thức ăn của kỵ binh lên 5%, tốc độ luyện quân lên 5% và phục hồi điểm hành động lên 10%. Thì cái này tiếp theo là nước Anh. Thì nước Anh này tướng chỉ huy là Bolica, tăng 5% sức tấn công của lính bắn cung, ngay khi bắn cung 5% tốc độ luyện lính và 20% tăng lực đồn của đồng minh. Tiếp theo là nước Pháp, đội nhận là linh đâm diều, tăng sức khỏe của binh lính 10% tốc độ phân bố, 20% tốc độ chữa lành của binh lính. Tiếp theo là nước Tây Ban Nha, thì cũng như là Pelagius, tức là chuyện là lính viễn chinh, tăng 5% sức phòng thủ của kỵ binh với kinh nghiệm 10% kinh nghiệm có từ vùng người Gaia, 20% tạo thành nhân. Tiếp theo là nước Trung Quốc, tăng 3% phòng thủ của binh lính, 5% tốc độ chữa lành, tăng 5% tốc độ kinh nghiệm. Nghiên cứu 3%, nhà thương tăng lên 15% và lính bắn cung lên 5%. Tiếp theo là nước Ả Rập. Nước này cũng chuyên về kỵ, tăng 5% của kỵ và gây ra cho Barian và lính tập trung là 10%, gây ra cho quân tổng lực là 5%. Đế chế Ottoman thì là chuyên về cung 5%, cung tốc độ hành quân của lính lên 5% và thiệt hại kỹ năng đang dùng lên 5%. Byzantium là kỵ chuyên về kỵ, tăng 5% tốc độ thu gom đá lên 10% và năng lực nhà thương lên 15%. Đây là những nước mình có thể chọn khi bắt đầu chơi game. Theo mình như vậy, khi bắt đầu chơi game thì nên chọn nước La Mã và nước Trung Quốc. Vì La Mã, tăng tốc độ thu gom thức ăn, tốc độ hành quân quản lý. Lúc đầu chơi game mình cần thức ăn, thu gom thức ăn nhanh, tốc độ thu gom của lính, tốc độ hành quân của lính nhanh để mình có thể thu gom được nhiều đồ hơn. Thế là ở chơi game mình có thể làm mẹ nước thứ hai mình có thể chơi là Trung Quốc. Trung Quốc tăng 5% tốc độ xây dựng và 5% khôi phục điểm hành động. Lúc bắt đầu chơi game chúng ta cần rất nhiều thời gian tốc độ xây dựng, nên là chọn Trung Quốc là đấy là hai nước mình khuyên các bạn nên chơi lúc bắt đầu chơi game. Nếu bạn nào có cách nào hay hơn hãy chỉ cho mọi người cùng biết nha.